Đây là hình ảnh của một xe tải của Bộ Công an. Anh em đã lần mò hàng trăm cây số về để mua cái giống chanh tại vườn của chúng tôi. Quý vị các bạn có thể liên hệ vào số tổng đài là 01 63 530 5982 để được mua những cành chanh giống cũng như sản phẩm từ cây chanh. Đây là vườn chanh, các bạn có thể thấy không? Rộng 5 mẫu. Bây giờ đã thu quả gần như là cạn kiệt rồi. Bây giờ là rễ thì đang ra rất là đẹp. Đây là ba anh em đến đây là mua chanh giống. Đang cắt để xếp lên xe. Địa chỉ ở đây thì thuộc gần làng văn hóa các dân tộc Việt Nam ở trên khu Ba Vì. Các bạn có thể liên hệ trước để mua, và nếu như các bạn mua số lượng thì chúng tôi có thể là giảm giá. Anh xem có ấy đi cắt thêm cho ra hàng cho anh em tí để cho thoải mái. Vâng. Thôi được rồi. 110 đấy, anh lấy tôi lấy bao nhiêu canh rồi? 2, 4, 6, 7 canh à. Thôi được rồi. Có anh đi từ mấy giờ sáng? Em đi 7 giờ. Ăn sáng ăn trước rồi hết rồi gì nữa? Ăn sáng rồi. À. Giờ xong bây giờ tí để ăn cơm trưa. Tí về em ăn cơm. Cái món vâng. Đà điểu ở chỗ nhà bác bây giờ nó bán bao tiền cân? Đà điểu á? Ừ. Đà điểu ở đấy bán cân để mình ăn luôn gì? Cân thịt đấy. À, cân thịt à? Nó chỉ khoảng 250 bao nhiêu. Anh mua cái bộ mề mấy cái bộ bộ gân sụn cái ngon. Ngon bộ rẻ đấy à? Ngon bộ rẻ. Cánh được. Cánh mấy cổ ngon lắm.
rồng nhiều sau cái khu ấy của mình, nhiều vết khu quang của mình ấy. Đúng. Nhưng mà bao giờ các ông tính để xem tình hình. Đúng rồi, nó phải hiệu quả. Đấy, nếu mà quỹ đất dưới đấy là dưới đấy còn nhiều không anh? Cũng rơi nếu mà nhiều, nó bắt đầu khoảng độ cái nhà thì còn lại tổng của nó là khoảng 54 mẫu. 54 mẫu. Ở trên trại tù ở trên suối 2 này họ phát triển đến cây thanh long nha anh. À đấy. Bọn anh dưới đấy có ảnh hưởng cho thế nào? Đất làm ăn chia. Không. Đây thì lại liên quan đến bây giờ dòng kiểu này. Vâng. Các lại vào trồng chanh với ớt. Vâng. Cứ xen rỡ này thì mình trồng đang lên này thì còn đậu rồi. Ớt vào. Ớt thì trước mắt là mình cứ trồng ớt là. Có khi xếp lên xe dần anh nhỉ? Có anh em làm bó nặng.